Bà Vanga nổi tiếng là nhà tiên tri mù đỉnh nhất trên thế giới khi hàng loạt sự kiện dự đoán trong quá khứ của bà đến hiện tại khi so lại thì hoàn toàn đúng. Dù đã qua đời nhưng những tiên tri của bà lên đến hàng trăm năm sau. Nhà tiên tri nổi tiếng người Bulgari được biết đến với cái tên Baga Vanga qua đời vào năm 1996, hưởng thọ 85 tuổi. Tuy nhiên, cho đến nay, những dự đoán về tương lai của bà vẫn được đem ra thảo luận. Rất nhiều tiên đoán tương lai của bà trở thành sự thật. Những lời bà Vanga nói từng nhắc về đại dịch COVID-19, sự sụp đổ của Liên Xô hay vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở New York, Mỹ. Trước khi qua đời, bà Vanga nói rằng sẽ có một cô bé sinh ra ở Pháp thừa hưởng khả năng tiên tri của bà. Món quà của tôi sẽ được gửi đến cô bé ở Pháp. Cô bé không giống mọi người, cô rất đặc biệt, hãy tìm cô ấy, bà Vanga chia sẻ. Năm 2009, người ta đã biết đến cô bé Kay Uber, lúc này khoảng 5 tuổi, sở hữu những điểm tương đồng và tài tiên tri giống hệt Vanga. Cô bé sinh ra ở thị trấn Montpellier, miền nam nước Pháp, được nhiều người ca ngợi gọi là người thừa kế, hậu duệ của Vanga vì có những tiên đoán tương lai với độ chính xác cao. Ngay từ khi 5 tuổi, cô bé đã đưa ra những dự đoán khác thường và có xu hướng trở thành sự thật. Lúc đầu, cô bé chỉ đoán những sự kiện nhỏ cho các thành viên trong gia đình. Cô từng nói chính xác chuyện anh trai bị gãy chân hay ngày mất của bà ngoại. Khi tất cả những phỏng đoán nho nhỏ của cô trở thành sự thật, cha mẹ mới bắt đầu coi trọng và lo lắng về những gì cô nói. Người thân cho biết những lời tiên tri của cô khó giải mã. Sau mỗi lời tiên tri mới, sức khỏe của cô gái sa sút. Cay bị khuyết tật bẩm sinh, căn bệnh ảnh hưởng đến não nên ngay từ khi còn nhỏ, thị lực của cô bé kém phát triển. Cô không thể nhìn thấy rõ các vật thể, nhưng điều này càng khiến cô bé có dáng vẻ giống nhà tiên tri Vanga nổi tiếng. Mẹ của cô bé tên là Nicole, luôn là chỗ dựa vững chắc cho con gái. Bà thường ghi lại những ước mơ của cô bé vào một cuốn sách và luôn giúp cô đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Cô bé từng dự đoán năm 2022 sẽ là một trong những năm khó khăn nhất đối với toàn thế giới. Cô tiên tri về một số thảm họa nghiêm trọng, không chỉ là xung đột chính trị mà còn thảm họa liên quan đến môi trường. Cay từng nói về một cuộc di cư mới của các dân tộc và thảm họa sắp xảy ra ở châu Âu. Theo cô bé, mối đe dọa lớn nhất sẽ đến từ Trung Đông. Tình hình chính trị và xã hội ở đó bất ổn, người dân cố gắng di rời đến nơi an toàn hơn. Cô không thể mô tả diễn biến các sự kiện từng phút một nhưng cô nói về những đám đông người di chuyển về phía Bắc. Do những trận động đất mạnh và núi lửa phun trào, cảnh quan của hành tinh sẽ thay đổi. Nhiều vùng đất sẽ chìm trong nước, ngược lại, có vùng sẽ nổi lên từ vực sâu. Điều này sẽ dẫn đến sự cạn kiệt nguồn cung cấp nước ngọt. Về những dự đoán của Vanga cho năm 2024, bà từng tuyên bố 2024 sẽ xuất hiện các diễn biến thời tiết và thiên tai khủng khiếp. Theo đó, trái đất sẽ thay đổi quỹ đạo trong một thời gian ngắn thay vì trong khoảng thời gian dài như thông lệ. Điều này có thể gây ra các vấn đề, bao gồm cả biến đổi khí hậu và tăng mức độ phóng xạ. Theo bà Vanga, năm 2024 sẽ chứng kiến một đột phá quan trọng trong điện toán lượng tử. Các hãng thông tấn quốc tế lâu nay đưa tin điện toán lượng tử đang phát triển nhanh chóng và có thể giải quyết các vấn đề nhanh hơn nhiều so với các máy tính truyền thống. Nếu tiên đoán của bà Vanga trở thành hiện thực vào năm tới, trí tuệ nhân tạo, AI, dự kiến sẽ còn được tăng tốc phát triển hơn nữa.